Hello, xin chào quý vị khán giả của Dung Bát Than. Hôm nay mình tiếp tục quay lại khu vực bản làng của em Công, để Công sẽ đưa mình đi khám phá một cái gọi là một cái triền ruộng bậc thang rất là đặc biệt ở một cái trải. Đó là ruộng bậc thang được xếp thành từ những cái viên đá rất là kỳ công và có thể nói là độc đáo nhất một cái trải ở thời điểm hiện tại. Đấy. Những cái ruộng bậc thang bình thường là bằng đất ấy, thì nhiều rồi. Nhưng mà ruộng bậc thang mà xếp bằng đá, giống như kiểu là những cái bức tường kè đá của người Mông ở trên Hà Giang ấy các bạn ạ. Và bây giờ anh em mình đang trên đường để đi tìm cái khu vực ruộng đó. Từ phía xa này anh em mình đã bắt đầu thấy những cái vạt ruộng nhỏ nhỏ được kè đá rồi, nhưng mà sẽ có một cái khu vực rộng lớn hơn, quy mô và đẹp hơn các bạn ạ. Công đã đi vào đấy chơi nhiều lần chưa? Dạ, em cũng nghe các bạn nói rồi, nhưng mà tại vì em đi học ấy, ít khi về nên là em chưa đi bao giờ. Cũng chưa vào hả? Vâng. Hôm nay anh em mình cùng đi tìm nhé. Dạ vâng. Không biết là có dễ tìm không. Dù sao thì anh em mình cũng đã được ngắm những cái cảnh rất đẹp rồi. Mình có nghe nói là đó là một công trình của một cái dòng họ sống ở cái chợ ấy, khu vực này, thuộc xã Chế Cú Nha của huyện Mù Căng Chải. Chắc là anh em mình sẽ phải hỏi thăm đường đấy. Sau khi thăm xong, sau khi tìm được cái khu vực ruộng này thì Công sẽ dẫn mình đi thăm một cái chỗ làm dao của chú của em, đúng không? Ừ. Thì mình cũng cần mua một số cái cây dao cho khách nữa, thì sẽ sang đó. Em cứ đi. Lên đây là đúng là có những cái góc hình nhìn giống không gian ở Hà Giang rồi đấy. Kè đá rất nhiều. Ôi, có lẽ là anh em mình sẽ phải đi qua con suối kia đấy. Ông chắc là đang bắt cá. Ôi, con suối này làm sao anh em mình đi qua được. À, có cầu ở trên kia em ơi. Trên kia có cầu. Wow.
Cái cầu này mà Công mặc váy đi qua mà đẹp không nhỉ? Tiếc quá hôm nay hai anh em vội đi nên là Công chả kịp mặc đồ. Sợ anh không qua được à? Cầu cũng hơi sợ một chút đấy. Dạ. Ôi đợi anh với. Con đường đẹp quá. Công vẫn thấy mệt chưa? Mệt chứ. Mệt rồi á? Đi học nội trú nhiều nên là có phải leo đồi mấy đâu. Ôi chắc là du khách đi rồi. Hello. Các anh đi thăm cái khu ruộng bậc thang xếp đá à? Vâng. Sắp đến chưa? Sắp đến rồi. Mấy bước thôi. Một cái cầu rất là skill. Mấy bước thôi. Em đang sợ anh. Bị lạc. Hóa ra là gặp có đội poster này thằng nào. Chào anh. Ok, cảm ơn anh em đã cho mình biết những hình ảnh để mình tìm đến đây nhá. Góc này đẹp này. Ở ngoài đấy còn có cái cầu đẹp hơn nữa. Ở trong ấy nữa à? Ừ, đúng rồi. Thế thì cho anh mượn cái đoàn khách này vào đi lại một lần nữa. Quá đẹp luôn. Những hình ảnh dễ mà khiến mọi người liên tưởng đến thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh các bạn ạ. Tạm biệt đoàn nhà mình nhá. Địa điểm này rất là hot các bạn ạ, vừa lên mạng cái là đã có rất nhiều khách đến chơi rồi. Thầy trò Đường Tăng đã thầy trò Đường Tăng trải qua 81 kiếp nặng. Đoàn anh ở đâu đấy? Đoàn ngay đây, đoàn Trứng Nha. À không, em bảo là du khách kia cơ. Du khách đoàn Hà Nội. À, du khách ở Hà Nội à? Vâng, cảm ơn anh nhá. Rồi anh nhá. Vâng. Celatu. À, Celatu đúng không? Ok. Mệt quá, mệt quá. À quên vừa nãy, quên chưa kịp hỏi mấy cái bạn kia về cái thông tin của cái chỗ này. Mãi ghi hình quá. Nhà đẹp nhờ. Nhà đẹp quá. Đi lại khó khăn thôi. Xếp đá đúng kiểu Hà Giang luôn. Quá đẹp luôn. Em thấy công việc của anh có vất vả lắm không? Vất vả chứ. Vất vả bằng với này em ý lương không? Khó so sánh. Không ăn thua gì so với các em đi trên đường. Bọn em đi trên đường á, bọn em đi đường đẹp mà. Đẹp hơn đường anh đi làm à? Đúng rồi. Đẹp hơn đường này. Em có thích đi làm cùng anh không? Em có. Học xong cấp 3 đi xong đi làm cùng anh nhá. Thay đổi độ cao liên tục này. Ui cái cây đẹp trên này. Cây bên đường. Đẹp quá. Đến rồi à? À. Bên này các bạn ạ. Là một cái triền ruộng bậc thang này. Được xếp bằng đá rất kỳ công. Góc bên này cũng đẹp lắm này. Góc này hoàng hôn đẹp này. Cái cây nhiều cây đa ấy. Lại qua một cây suối, con suối nữa. À ừ, lúc các bạn ấy bảo là có con suối này đẹp hơn mà, đúng không? Đúng là con suối này đây.
À đây cây cầu này. Cái cầu này không có tay bám, không có cái gì để bám cả. Cái cầu này sợ lắm. Liệu anh đi nổi không? Anh hơi sợ. Cố gắng vào. Có công ở đầu đằng kia làm động lực rồi. Mình sẽ đi. Quay thấp luôn cho các bạn xem nhá. Nó rung kinh khủng. Nó rung lắm luôn. Trời đất ơi. Sao nó rung vậy? Hot team. Anh chỉ sợ nó gãy thôi. Không có cái trụ chống ở giữa luôn các bạn ạ. Ủa. Một cái cây gỗ. Duy nhất một cây một đoạn. Wow. Đây. Tổng thể cái khu ruộng kè đá này các bạn này. Rất tiếc là cái thời điểm mình đến đây thì người dân đã cày bừa cấy hái xong hết rồi. Nên nếu ghi nhận được những hình ảnh mọi người đang canh tác ở trên cái ruộng này thì sẽ rất đẹp. Sang năm thì mình sẽ đến đây sớm để chụp ảnh khu vực này cho các bạn xem. Chậm thôi em. Ui, mệt quá. Khu này là có đến khoảng chừng đôi 46. Mình áng áng có khoảng 30 bậc đá. 30 bậc gọi là ruộng, bờ ruộng bằng đá kè. Em đã nhìn thấy cái cảnh tượng này bao giờ chưa hả Công? Em đã thấy khu vực nào có ruộng như này chưa? Chưa thấy luôn đúng không? Anh cũng lần đầu tiên đến đây thấy một cái khu vực ruộng này, mặc dù là mình đi ruộng bậc thang rất nhiều rồi. Nhưng mà để có một cái khu ruộng mà kè đá như thế này thì rất là ấn tượng các bạn ạ. Đấy. Này mà khi mà chụp ảnh hay ghi hình bà con mà cày bừa cấy hái ở trên cái nền là cái background là đá thì nó rất đẹp, rất là lạ mắt. Mình sẽ quay lại gần vào gần một cái bờ ruộng để xem cái kết cấu của mọi người nhé, kết cấu mọi người xếp như nào nhé. Bờ này xếp nhìn chưa ấn tượng bằng bờ bên trên. Chắc là lên đây mình sẽ zoom zoom lại cho các bạn xem nhé. Đấy các bạn thấy là các cái viên đá kích thước khác nhau được xếp rất là hợp lý với nhau để nó có thể bám chắc lại và giữ được cho cái ruộng không bị vỡ, bị sạt xuống.
nhìn rất giống với lại những cái bức tường của người Mông ở trên Hà Giang. Đấy. Bậc lối bậc. Nếu mà nhìn theo góc này thì giống như là một bức thành, một bức tường thành cao khổng lồ luôn. Nếu tính từ dưới chân lên thì bức tường thành này cũng phải cỡ khoảng chừng 40-50 mét, chắc là cao hơn tất cả các bức tường thành hiện đang có trên thế giới. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Sự kết hợp giữa một cô gái bản, một cô gái người Mông cùng với lại gọi là cái gì nhỉ? Cái này có thể gọi là di tích. Dù bậc thang cũng chảy tính là di tích rồi, di tích quốc gia rồi. Hay là danh thắng quốc gia rồi. Kết hợp rất là đẹp. Đằng sau như kiểu là một cái thác nước đổ ấy. Đấy, này mà chụp ảnh ở đây có phải là quá phiêu luôn không? À, điện thoại em đâu, mang anh chụp ảnh cho. Mang anh chụp ảnh cho. Đẹp lắm thật đấy. Để anh thử chụp một cái bằng máy ảnh nhá. Nào quay đây nào, nhìn nhìn anh nào. Cười tươi nào, hơi nhìn đây nhìn đấy. Hai. Là con nó có chụp không nhỉ? Anh em mình sẽ đi thử lên hết cái độ cao của cái khu ruộng này xem cái quy mô nó thế nào nhé. Nhìn nước chảy như kiểu những cái dòng thác nhỏ, rất là thơ mộng luôn. Lên tiếp em ơi. Ở những cái ruộng có độ dốc cao hơn này thì đá được xếp càng chặt chẽ hơn các bạn ạ. Xếp gần như dựng vuông góc so với lại cái mặt nước luôn, cực kỳ chắc. Cái đoạn này nó cao bằng đầu em rồi đấy nhờ. Ôi, cái thác nhỏ nhỏ này xinh quá. Thác này mà ngồi đây chụp ảnh là đẹp này. Mình đi thử đường kia xem lên được cái đoạn kia không em? Nên đấy chắc là chỗ cao nhất của khu ruộng này rồi. Cái tường nó vuông góc luôn, sợ thật đấy.
khát nước quá. Không có đường lên hay sao ấy nhỉ? Đây, lên đến khu này coi như là cái chỗ cao nhất của cái khu ruộng xếp đá rồi các bạn ạ. Công bỏ mình đi trước rồi. Cái gì vậy em? À, có quả đào to này. Xin vắng mặt chủ nhà một quả nữa. Quả này chắc ăn được rồi đấy. Còn quả nào nữa không? Trên nó có quả nào không em? Đẹp hơn à? À, bên đấy cái đá to hơn đúng không? Em ăn không? Để anh lấy một quả cho em. Để anh tìm một quả cho em nữa. Cái thằng ngã nhá. Cái quả lứt lứt kìa chắc là nó chín hơn. Phía trên này còn cái khu ruộng mà họ phải kè bằng những hòn đá to hơn, nhìn trông cũng rất hay. Bên này thì bao gồm đất và những hòn đá to, còn dưới kia là những hòn đá nhỏ, nó khít vào nhau hơn. Sức chân ra rồi. Em ra đấy nó cũng sắp ấy rồi. Nó cũng sắp đổ rồi à? Đấy thôi em không bảo anh. Em không dám chân đâu vào đấy ạ. Máu chảy rồi. Ăn gì máu. Nhà em đã cấy xong rồi. Nhà em cấy xong rồi. Có cái chỗ ruộng hôm em mình gặp nhau đấy thôi hả? Nhà em có một cỗ khác nhưng mà em làm xong rồi. À. Thế là làm xong ruộng thì bây giờ đi làm gì? Bây giờ? Bây giờ trồng ngô hay là làm nương trên kia? Làm cỏ ngô thôi. Làm cỏ ngô á? Em muốn đi làm thêm không? Em có. Hay để anh hỏi trong tới huyện có chỗ nào có việc làm thêm em xuống đấy làm nhá. Hôm đấy thi thoảng lúc nào rảnh thì anh em đi quay với nhau. Ở trên bản thì nhiều khi đi lên nó cũng xa ấy. Nhân cao rồi tí nữa xuống mới ngại cơ. Và đi lên đây xong tí xuống mới ngại cơ. Lần trước anh đi bộ xuống gần đây rồi. Lần trước anh đi bộ xuống gần đây rồi. Đó đây, anh để xe máy ở trên đường, trên này có đường này. Anh để xe máy ở trên này. Xong anh đi bộ xuống đây tìm chỗ chụp ảnh. Nhưng mà chưa xuống cái chỗ đá này. Chứ nếu không thì mình đã biết cái chỗ đá này từ cách đây 25, 35 rồi. Em ở đây làm gì đấy? Đi cấy á? Sao ngồi đây một mình? Cấy xong rồi à? Thế ngồi nghỉ xong tí về à? Tưởng là phải ở đây làm gì, trông cái gì? Chuẩn bị đi về rồi à? Nhà trên này à? Thế chỗ ruộng đây là cả ruộng chỗ dưới đá, dưới kia là cũng người ở bên trên này làm à? Em không biết gì của nhà ấy á. Gần như này mà không biết á. Đẹp quá nhờ. Đẹp. Ôi, thế chắc anh em mình cũng không đi lên nữa đâu. Đến đây thôi xong quay xuống thôi nhờ.
Quay xuống xong rồi đi sang chỗ nhà chú nhà em làm dao đúng không? Để xem có dao đẹp không anh lấy vài cây. Không tối đấy nhỉ. Thôi tạm biệt với cái khu ruộng đá rất là đẹp này nhá. Hẹn gặp lại ở mùa lúa chín mình sẽ lên đây mình quay phim và chụp ảnh cho các bạn xem. Hoặc là mùa nước đổ năm sau. Chắc không cần quay cho anh hết đâu. Về được đã. Hết hồn hết vía. Anh vẫn cười anh. Người ta không chống cái đoạn giữa nó nhỉ. Được rồi, an toàn rồi. Hả? Đây là một cái mộ. Mộ á? Đây là mộ mới à? Thật ra anh chưa xem đám ma người Mông bao giờ nên là anh không biết là cái mộ. Họ xếp đá kín xung quanh. Xong bên trên họ làm một cái cây, một cái cây lợp bằng bằng cái rơm đúng không? Trong cái vùng kia có cái gì? Vừa em bảo là em vác được bao nhiêu cân? Em bảo là em vác được một bao thóc. Vác được một bao thóc à? Bao cái? Bao cám đừng cám nhé. Bao cám cá á? Hả? Bao cám cá. Hả? Là như nào? Ở chỗ cái bao này có con cá mà. À có hình con cá á. Ừ. Nhưng mà ý anh là nó khoảng bao nhiêu cân? Em không biết được. Bao đỏ đỏ đấy thì chắc nếu mà đóng đầy chắc hơn 50 cân đấy. Ý anh là bao nhiêu cân chứ? Đơn vị đo của các bạn trên này cứ tính bao đi. Không biết được. Em có cõng nổi anh không? Anh bao nhiêu cân? Anh á, anh hơn 60 cân cơ. Không biết nữa, tí thử nhá. Những góc hình rất đẹp các bạn. Những góc này chụp ảnh thì mà có ánh sáng của hoàng hôn nữa thì rất là nghệ thuật. Chắc chắn là mùa lúa chín thì mình sẽ quay trở lại đây để chụp ảnh và sẽ có những video cho các bạn xem. Các bạn là mình với cả Công vừa mới đến nhà chú của Công, nhưng mà đường đi nó khó với cả trời mưa quá chẳng quay được ghi hình được. Ở nhà chú của Công thì thấy làm nhiều cái vỏ dao đẹp này, khá đẹp mà giá cũng rẻ. Vỏ dao của chú nhà Công làm cũng đơn giản thôi nhưng mà nói chung là giá cũng hợp lý, nên là mình lấy 5 chiếc này về để lắp vỏ dao cho khách. Lần sau thì sẽ quay lại và ghi hình rõ hơn cái xem các cái mẫu dao của nhà chú của Công. Còn nay lấy mấy cái vỏ thôi. Ông em còn về ông tối trời mưa mất rồi. Ok, cảm ơn Công đã dẫn anh đi một buổi chiều rất là thú vị nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Dung Bát Than. Hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.